Thưa quý vị, ngày hôm qua 20 tháng 3, lãnh đạo tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner tuyên bố các lực lượng Nga kiểm soát khoảng 70% thành phố Bakhmut và khẳng định các đợt tấn công sẽ còn tiếp tục cho đến khi thành phố này thất thủ. Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, hôm ngày 20 tháng 3 cho biết, hiện tại các đơn vị của Wagner kiểm soát khoảng 70% khu vực Bakhmut và tiếp tục tấn công cho đến khi kiểm soát hoàn toàn. Theo thông tin được biết, vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, đối phương có kế hoạch bắt đầu một cuộc phản công quy mô lớn và thực hiện các cuộc tấn công nhằm loại bỏ Wagner khỏi lực lượng vũ trang Nga. Ông Prigozhin đề nghị Bộ trưởng Shoigu thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc chia tách lực lượng Wagner khỏi lực lượng vũ trang nga vì sự tách biệt như vậy sẽ dẫn đến hậu quả tiêu cực cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine ông cũng lưu ý rằng tài liệu mật đính kèm bức thư bao gồm thông tin về kế hoạch của lực lượng ukraine và đề xuất phản công Thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk là nơi diễn ra những trận chiến khốc liệt nhất tại Ukraine hiện nay. Theo Jan Gajin, cố vấn của quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, lực lượng Nga hiện kiểm soát tới 70% Bakhmut. Những con đường nhựa trải dẫn tới Bakhmut đã bị cắt đứt hoặc nằm trong tầm tấn công của hỏa lực pháo binh Nga. Điều này khiến lực lượng Ukraine ở đây gặp khó khăn trong việc tiếp tế. Tuy nhiên, giới chức Ukraine nhiều lần tuyên bố không có dấu hiệu nào cho thấy các lực lượng Ukraine đang có kế hoạch rút khỏi Bakhmut Bakhmut. Kiev khẳng định hệ thống phòng thủ của thành phố sẽ được củng cố. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine sẽ không đầu hàng ở pháo đài Bakhmut và sẽ cầm cự lâu nhất có thể.